Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại Phương Nam Mobile. Hôm nay em có một số mã giới thiệu cho anh em. Thì đầu tiên em muốn giới thiệu lại quy trình làm việc bên em là cọc trước phí vận chuyển 50 cho đến 100.000. Nếu giá máy của anh chị là anh em là trên 4 triệu là 100.000, còn dưới 4 triệu là 50.000 phí ship nhá. Bên em ship toàn quốc đều như vậy. Cửa hàng ở số 126 Nguyễn Lân, Thanh Xuân, Hà Nội nhá. Số nhà 88 là số nhà cũ nha anh em nhá. Facebook của em là Bùi Phương Nam và fanpage là Phương Nam Mobile. Em có để đường link ở phía dưới. Anh em vào nhắn tin mua hàng thì nhắn tin vào fanpage Phương Nam Mobile nhé. Bên em chỉ dùng duy nhất một số điện thoại 0368602222. Số điện thoại này có Zalo luôn nhé. Anh em nhắn tin vào Zalo thì nó hay bị đầy bạn đấy, hay bị đầy bạn thì anh em không kết bạn được. Thì anh em nhắn tin vào Facebook Phương Nam, fanpage Phương Nam Mobile nhé. Anh em nào chưa đăng ký thì hãy đăng ký nhé. Bên em có bảo hành 3 tháng cho anh em nhé. Bên em bảo hành 3 tháng lỗi 1-1 trong 30 ngày đầu tiên. Đó, ok hết mọi thông tin. Bên em trước khi mà gửi hàng ấy, chỉ có quay video test máy cái đóng hàng cho anh em nhé. Đầu tiên giới thiệu cho anh em là Google Pixel 3XL anh em nhé. Google Pixel 3XL, em hãy đọc nhầm Google Pixel XL. Đây Google Pixel 3XL nha anh em nhé. Đấy, cam của này rất là phê luôn. Google Pixel 3XL cam rất là phê luôn, cực kỳ tuyệt vời. Đó, anh em đợi lấy nét, cam rất là phê. Lấy một màu khác nha anh em nhé. Đây, cho anh em xem. Đấy, cam Google Pixel 3XL rất là tuyệt vời luôn. Đó, anh em bấm vào để lấy nét nhá. Đó, càng xa càng đẹp. Bấm vào con này. Ok chưa? Rất là tuyệt vời. Chụp ảnh rất là đẹp, cực kỳ nét luôn. Mà trong khi đó nó chỉ có một cam nhá anh em nhá. Đó, trong khi đó nó chỉ có một cam. Này chụp ngoài trời nó còn tuyệt vời hơn rất là nhiều nhá. Đây. Một cam thôi. Nhưng mà nó tối ưu, Google tối ưu cực kỳ tốt anh em ạ. Đấy. Google tối ưu cực kỳ tốt luôn. Cấu hình thì đảm bảo luôn là đáp ứng đủ hết nhu cầu rồi anh em luôn. RAM 4 464 và chạy chip Snapdragon 845 nha anh em nhá. Con chip 845 này của Google nó cũng tối ưu rất là tốt về phần mềm nữa. Nên anh em dùng nó tuyệt vời, nói chung là tuyệt vời. Giá thì nó cũng không phải là quá cao. Em đọc lại cấu hình con này nhá. Google Pixel 3XL RAM 4 464 và chạy chip Snapdragon 845 này. Màn con này là 6,3 inch nhá. Màn 2K cộng nha anh em nhá. Camera con này 12.2 là camera sau. Camera trước là 2 chấm. À camera trước là 2 camera, 2 camera 8 chấm nha anh em nhá. Đó, 2 camera 8 chấm, cam rất là phê. Con này cam em thấy rất là phê luôn. Pin con này là 3430 mAh. Có hỗ trợ sạc nhanh nha anh em nhá, Giá là 5 triệu rưỡi. Nha anh em nhá. Google Pixel 3XL giá 5 triệu rưỡi, rất là tuyệt vời. Đặc biệt nhất, thích nhất là cam. Cam Google thì rất là thích. Đây là cái màu dành cho phái hơi tím nha anh em nhé. Phái hơi tím thì con này màu hơi hồng. Đó, màu hơi hồng. Còn cả màu đen nha anh em nhé. Giá 5 triệu rưỡi. Còn cả màu đen đó. Đấy, giá 5 triệu rưỡi nha anh em nhé. Google Pixel 3XL giá 5 triệu rưỡi, cấu hình đủ đáp ứng tất cả mọi nhu cầu của anh em. Tiếp theo giới thiệu cho anh em là V50 nha anh em nhé. V50 thì con này em thấy pin rất là trâu. Còn 2 con thôi. V50 còn 2 con nha anh em nhé. LG V50 cấu hình khủng luôn. RAM 6GB, bộ nhớ con này 128GB, chạy chip Snapdragon 855 nha anh em nhé. Màn 6,4 inch. Đó, độ phân giải 2K cộng nhá, màn hình AMOLED, camera sau là 3 camera 12 chấm, 12 chấm và 16 chấm. Đây, camera để bằng luôn so với mặt lưng nhìn rất là chất. Camera trước con này là 2 camera 8 chấm và 5 chấm anh em nhá. Pin 4000 có hỗ trợ sạc nhanh nhưng con pin con này còn rất tốt. Giá 6.250.000, bảo hành cho anh em 3 tháng. Hàng nguyên zin nha anh em nhá. Hàng nguyên zin, đảm bảo với anh em luôn. Đây còn một con nữa. Hai con thôi. LG V50 nhá. Bên em đã xóa hết game tuner nha anh em nhá. Cái không gian trò chơi ấy. Đó, như anh em mà tìm hiểu về LG thì rất nhiều người thắc mắc bảo là bên anh đã xóa game tuner chưa, để đảm bảo hay là nó tối ưu tốt cho con chip hơn. Thì bên em đã xóa hết game tuner nha anh em nhá. Kể cả mọi con LG V50 hay là V30 Plus hay là G7 đều xóa hết rồi nha anh em nhá. Đó, anh em nhìn trong này sẽ không còn cái ứng dụng trò chơi nhá, hoặc là quản thì anh em sẽ không vào được nhá. Đó, quản cái không gian trò chơi ấy, thì trong này sẽ không vào được. Hoặc là anh em máy tiếng Anh thì nó là game tuner, có đuôi game, đầu là game, đuôi là game tuner nha anh em ạ.
đuôi là chữ tuner ấy, thì anh em hay gọi là game tuner ấy. Đó, bên em đã xóa hết cho anh em rồi, anh em sẵn dùng thôi, không còn phải lo lắng gì nữa cả. Leo GV 50 giá 6.250. Tiếp theo giới thiệu cho anh em đây là Samsung S8. S8 thì còn vài cây thôi, hàng zin chất, màn đẹp không ám ố, không phản quang nha anh em nhé. À, không ám ố, không lưu ảnh. Không ám ố, không lưu ảnh. Giá bán của nó là 3.850.000, bảo hành cho anh em 3 tháng, 3.850.000. Hàng nguyên zin, nguyên áp suất, màn đẹp nha anh em nhé. Màn đẹp. Hàng zin chất ấy, màn đẹp. Đầy đủ mọi chức năng, nhận diện khuôn mặt, bóng mắt, vân tay đầy đủ hết cho anh em nhé. Đó, RAM 4/64 và chạy chip Snapdragon 835. Anh em chiến tất cả mọi game hiện nay trên thị trường bằng con máy này ok hết, không phải lo nghĩ gì cả. Chip Snapdragon 835 của Samsung thì nó vẫn rất là tuyệt vời anh em ạ. Rất là tuyệt vời. Màn con này là màn 5.8 inch, màn hình cong nha anh em nhé. Màn hình của nó là Super AMOLED, rất là đẹp. Camera con này 12 chấm và 8 chấm, pin 3000, 1 SIM, có hỗ trợ sạc nhanh nha anh em nhé. Tất nhiên là vân tay, bóng mắt và nhận diện khuôn mặt đầy đủ hết cho anh em. Đây là màu xanh này. Đây là màu xanh, bóng loáng luôn. Đó, màu xanh. Đây là màu em hay gọi là màu mắm tôm anh em nhé. Em hay gọi là màu mắm tôm. Đó, ok chưa. Còn có một con màn ám nhẹ này. Con này màn ám nhẹ anh em nhé. Con này ám nhẹ giá 3.450.000. Ám cực kỳ nhẹ luôn. Đó, con này khẳng định với anh em một câu là nếu mà em bảo là màn không ám thì anh em cũng không thể biết được. Đó, khẳng định với anh em một câu. Nhiều, rất nhiều anh em không thể biết được. Nếu mà em bảo là màn không ám, cũng rất nhiều anh em không thể biết. Nhưng bên em là nhập sao báo vậy, và báo đúng tình trạng máy nha anh em nhé. Con này màn ám rất là nhẹ, giá bán là 3.450.000, rẻ hơn tận 400.000 so với cái máy kia. Mà ám rất là nhẹ, anh em không thể nhìn thấy được luôn. Tiếp theo giới thiệu cho anh em là con Samsung Note 9 này. Note 9 này thì con này bị đốm này, như đốm một tí trên màn này, rẻ hơn cả hơn 1 triệu nha anh em nhé. Rẻ hơn 1 triệu luôn. Đốm một tí trên màn này, cấu hình vẫn là khủng cho anh em chiến game. Đó, Note 9 chiến game thì tuyệt vời rồi, anh em không phải nghĩ ngợi gì cả. RAM 6 bộ nhớ 128GB này, Samsung Galaxy Note 9 nhá, RAM 6 bộ nhớ 128 nha anh em nhé. Đó, đốm một tí màn, mọi chức năng đầy đủ hết cho anh em. Giá bán là 5.900.000. Này là giảm luôn cho anh em 150.000. Giảm luôn 150.000 nha anh em nhé. 5.750.000. Giá bán con này 5.750.000 nhá. Anh em nào mua hàng thì nhớ nhắc em nhé. Nay giảm cho anh em 150.000, 5.750.000. Tiếp theo giới thiệu cho anh em là đây, Samsung Fit này, còn duy nhất một cây. Anh em ủng hộ con này là máy phụ thì tuyệt vời luôn. Đó, ủng hộ là máy phụ thì tuyệt vời luôn anh em ạ. Máy màn hình nhỏ, màn hình 4.7 inch, RAM 3 bộ nhớ 32. Ngoài hình thì thiết kế giống y con A3 2016 nhưng mà cấu hình của nó lại mạnh hơn. Đó, vuông vắn rất là đẹp. Vuông vắn rất là đẹp anh em ạ. Nhỏ nhắn. Pin cũng rất là ok. Pin rất là ok, con này màn hình nhỏ nên pin của nó rất là ok luôn anh em ạ. Pin con này 3000 nhưng mà rất là ok tại vì màn hình của nó chỉ có 4.7 thôi. RAM 3 bộ nhớ 32. Tiếp theo giới thiệu cho anh em là LG G7. LG G7 anh em ạ. LG G7 cấu hình khủng. Trang chip sao gần 845 nha anh em nhé. LG G7 trang chip sao gần 845. Đây vân tay nó bám này. Con này ngoại hình là đẹp nha anh em nhé. Ngoại hình đẹp trên 899%. Nói chung là bên em thì thường là không báo keng đâu, tại vì keng dành cho máy mới thôi. Còn máy cũ thì ít nhất nó cũng sẽ có một chút xước sát nên không dám bao giờ báo keng mấy cả. Chỉ báo 98-99% thôi. Đó, nói chung là con đẹp. Anh em mua hàng thì nhắn tin vào fanpage Phương Nam Mobile hoặc là Zalo. Số điện thoại của em thì bên em sẽ chụp ảnh chi tiết cho anh em nhé. Đó, Zalo số điện thoại này 0368602222. Đó, hoặc là fanpage Phương Nam Mobile, em có để đường link ở phía dưới nhé. Hoặc là Facebook Bùi Phương Nam, có thể đường link ở phía dưới cho anh em click vào. Đó, giá bán con này là 3.250.000. Hàng nguyên zin anh em không nên so sánh với những cái hàng mà loại 2, loại 3 nha anh em nhé. Loại 2, loại 3 thì bên em không nhập, bên em nhập hàng tuyển chọn nên giá nó cao thì anh em chấp nhận hàng giá cao. Đó, nhưng mà được lại cái chất lượng của nó và hình thức nó đẹp, chất lượng thì hoàn toàn ok, bảo hành cho anh em 3 tháng, lỗi 1 đồng hồ trong 30 ngày đầu tiên. RAM 4, 4.64 và chạy chip Snapdragon 845 nha anh em nhé. Màn con này là 6.1 inch này, độ phân giải 2K nhá. Camera sau là 2 camera 16 chấm, vân tay đây, pin 3000. Camera trước là 8 chấm anh em nhé. Có hỗ trợ sáng nhanh, con này có hỗ trợ sáng nhanh 3.250.000. Anh em mua yên tâm, rẻ hơn ví dụ như những chỗ khác bán có thể rẻ hơn vài trăm, nhưng nó chỉ bao test cho anh em 1 tuần hoặc 15 ngày. Hoặc là hàng của nó em biết mà, hàng là hàng loại 2, loại 3. Ví dụ như bên em về một, ví dụ về một lô hàng nhá. Bên em chọn ra những cái cây đẹp bán lẻ
cây đẹp, cây zin bán lẻ. Còn những cái cây còn lại loại 2 ấy, thì bên em sẽ đổ buôn cho các anh em cửa hàng khác, nó giá nó cũng thể là rẻ hơn đó. Và những cửa hàng khác mà bán buôn cũng như vậy, loại 1 lúc nào cũng đắt hơn nha anh em nhá. Loại chọn đầu tiên lúc nào cũng đắt hơn so với loại thứ hai, thứ ba. Những người chọn thứ hai, thứ ba thì bắt đầu sẽ rẻ dần nha anh em nhá. Đó, rẻ dần. Leo G7 Zin Q rất là ok, 3.250. Tiếp theo là Samsung S9. S9 2 SIM nha anh em nhá. 4.700.000. S9 2 SIM. Mày giảm giá cho anh em còn 4.500.000 nha anh em nhá. 4.500.000 2 SIM. Con này thì là nguyên zin nguyên áp, màn đẹp, không ám ố, không lưu ảnh nha anh em nhá. Samsung Galaxy S9 bản Hàn đã lên 2 SIM sẵn, đã dán lưng sẵn, dán màn hình sẵn, có ốp lưng và cáp sạc sạc nhanh, sạc zin của Samsung nha anh em nhá. Đây là Sony XZ2. Cấu hình của nó RAM 4, 64 và chạy với chip Snapdragon 845 nha anh em nhé. 845 chiến tất cả mọi game trên trường đó. Hàng nguyên zin nguyên áp nha anh, mà máy đẹp, hàng nguyên zin nguyên áp. Giá bán con này là 3.850.000, quá là rẻ luôn. Sở hữu RAM 4, buôn nhớ con này là 64GB, một chạy chip Snapdragon 845, một chỉ có hơn 3.850.000. Màn con này màn 5.7 anh em nhé, Full HD cộng, camera 19 chấm và 5 chấm, pin là 3180mAh, có hỗ trợ sáng nhanh và một SIM nha anh em nhé. Sony bản số banh có thể lên loa quốc tế nha anh em nhé. Hàng nguyên zin nguyên áp, máy đẹp, không so sánh với hàng màn phản quang các thứ nha anh em nhé. Đó, anh em mua hàng của em thì yên tâm sử dụng luôn, không phải suy nghĩ cái gì cả. Tiếp theo giới thiệu cho anh em này, LG V30 Plus này. LG V30 Plus đó, V30 Plus con này bán với giá 2.950.000, 2.950.000, RAM 4, bộ nhớ 64 và bộ nhớ con này 128. Xin lỗi anh em, bản Plus là bộ nhớ 128 nha anh em nhé. Màn 6 inch này. Camera con này hai camera sau 16 chấm và 13 chấm. Camera trước là 5 chấm, pin 3300 và con này bán giá là 2.950.000, bảo hành cho anh em 3 tháng. Lỗi 1 đổi 1 trong 30 ngày đầu tiên. Đó, bảo hành cho anh em 3 tháng. Đây Samsung A8 Plus, A8 cộng ấy, 2018, RAM 6, bộ nhớ 64, giá bán con này chỉ là 3 triệu 2 anh em nhé. Tiếp theo là Xiaomi Redmi Note 1X, là sản phẩm này bán rất chạy, anh em mua con này hoàn toàn ok luôn. RAM 4, bộ nhớ 64 nha anh em nhé. Đây sách hướng dẫn này, máy đây, đấy máy đây, đấy bóc. Đây, cáp sạc và quay chọc SIM đầy đủ hết nha anh em nhé. RAM 4, bộ nhớ 64. Xiaomi Redmi Note 1X mà con này màn 6.5 inch nhá anh em nhé. À màn 5.5 inch. Camera con này là 13 chấm và 5 chấm. Pin tận 4.100. Giá bán là 1.750.000. À 1.850.000. 1.750.000 là cái loại máy trần. Máy trần thì bên em bán hết rồi. Em nhập cái loại có hộp này là 1.850.000 nha anh em nhé. Cao hơn 100.000 nhưng mà anh em lại phê hơn. Đó, anh em dùng lại yên tâm hơn. Tiếp theo là Oppo A9 2020 thì cái con này đây vừa sạc pin. Cấu hình của nó RAM 8, bộ nhớ 128. RAM 8, bộ nhớ 128 mà giá chỉ có 4.1 triệu anh em nhé. Đây vân tay đằng sau. Đấy. Camera thì rất là nhiều. Camera con này rất là nhiều anh em ạ. 4 camera sau, 48 chấm, 8 chấm, 2 chấm, 2 chấm, camera trước là 16 chấm anh em nhé. RAM 8, bộ nhớ 128 và viên pin 5000. 2 SIM hàng chính hãng Việt Nam. Vân tay nhân diện khuôn mặt đầy đủ hết cho anh em. Màn 6.5 inch cực kỳ rộng, chạy chip Snapdragon 665. Hoàn toàn ok, đáp ứng đủ nhu cầu cho anh em. Đó. Giá bán chỉ có 4.1 triệu, full hộp. Hàng chính hãng Việt Nam anh em dùng yên tâm luôn. Không phải lo nghĩ gì cả, hàng chính hãng, 2 SIM. Không phải là hàng sách nha, hàng chính hãng luôn. Oppo A9 2020 đảm bảo con này còn bảo hành anh em không chất. Tại vì con này còn rất là mới anh em ạ. Sản xuất 2020 mà. Đây cục sạc, dây sạc tai nghe nha anh em nhé. Trên này có ốp lưng. Trên này có ốp lưng. Giá bán 4.1 triệu. Nếu mà anh em lớn tuổi hoặc là các chú mua cho người lớn tuổi hoặc là các chú các bác mua thì con này đảm bảo với anh em là dùng cực kỳ yên tâm luôn. Thứ nhất là 2 SIM. Thứ hai là RAM khỏe, bộ nhớ rộng, bộ nhớ lớn. Đó, RAM 8, bộ nhớ 128. Thứ ba là viên pin tận 5000mAh. Cực kỳ châu bò. Đáp ứng đủ nhu cầu hết cho anh em dùng 1-2 hôm thoải mái. Đó. Thứ ba là cái con này chip đủ cho anh em này, camera đẹp này, rất là tuyệt vời. Bảo mật thì của nó có nhân diện khuôn mặt và vân tay đầy đủ hết cho anh em luôn.
giá bán là 4,1 triệu nhá, Oppo A9 2020 rẻ hơn pin châu ngang còn Oppo A9 2020 cũng pin 5000, giá bán con 1020 này là 3,1 triệu nha anh em nhá, còn bảo hành hãng 28 tháng 7 2021. Samsung M20 hàng chính hãng, RAM 3 bộ nhớ 32 nha anh em nhá, chạy chip Exynos là 7904, màn 6.3 inch, camera qua sau con này là 13.5 chấm, camera trước là 58 chấm nha anh em nhá, pin tận 5000, hỗ trợ sạc nhanh luôn, giá bán chỉ có 3,1 triệu thôi đó, ok chưa. Xiaomi Redmi Note 7 này 3,250,000 này, ok chưa, phiên bản RAM 6 bộ nhớ 64 nhá, không phải là phiên bản RAM thấp nhá. Đây, trên này ốp lưng này, phiên bản con này là RAM 6 bộ nhớ 64 nhá. Đấy, phiên bản RAM 6 bộ nhớ 64, nguyên pin 4000 nha anh em nhá, RAM 6 bộ nhớ 64 pin 4000 này, màn 6.3 inch này, chạy chip Snapdragon là 660 này, camera cực khủng luôn, 48 chấm và 5 chấm, ok chưa, giá bán là 3,250, 2 sim. Tiếp theo là Samsung A01 1,950, Realme 3 2,5 triệu nha anh em nhá, hàng chính hãng 2 sim nhá, còn A01 thì mới 100%. Đây Realme 2 Pro 3,350,000 này, hàng chính hãng 2 sim nha anh em nhá. Phiên bản con này RAM 6 bộ nhớ 64 nhá. Anh em không so sánh với phiên bản RAM thấp nhá. Đó. Anh em mua hàng thì nhắn tin vào fanpage Phương Nam Mobile, Facebook Bùi Phương Nam, em có thể đường link ở phía dưới nhá, hoặc qua trực tiếp cửa hàng tại 126 Nguyễn Lân, Thanh Xuân, Hà Nội. Số điện thoại bên em là 0368 60 2. Bên em chỉ dùng duy nhất một số điện thoại này nha anh em nhá, không dùng bất cứ số điện thoại nào khác. Anh em có thể nhắn tin vào Zalo 0368 60 2, hoặc là chính thì là fanpage Phương Nam Mobile, em có thể đường link phía dưới. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em.